Gần 400 học sinh đến từ các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tham gia diễn đàn Lắng nghe trẻ em nói năm 2019 vào sáng nay 29 tháng 6. Chương trình do Ban chỉ đạo hè tỉnh tổ chức nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của xã hội, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chính bản thân các em. Tham dự diễn đàn có ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo hè tỉnh và lãnh đạo các sở ngành địa phương. Với chủ đề Trẻ em với các vấn đề về trẻ em, tham gia diễn đàn, các em học sinh đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề như việc trang bị kỹ năng mềm cho học sinh, bạo hành, lạm dụng trẻ, giới tính thứ ba, áp lực thi cử và bệnh thành tích, việc dạy học thêm ở trường học và vấn đề sử dụng mạng xã hội. Vấn đề công nghệ đang lấn sâu vào cái cuộc sống của các bạn thiếu nhi, cũng như là giới trẻ học sinh hiện nay. Giống như con đang học ở trong một cái lớp thì có rất là nhiều bạn ngồi xung quanh và những cái bạn này cũng rất là nghiện mạng xã hội, nghiện Facebook. Và có khi đi chơi thì mỗi người sẽ cầm một cái điện thoại và chẳng ai nói chuyện tới ai cả. Những cái cuộc vui của tụi con chỉ mang tính chất như là một cuộc vui để cho tụi con có mặt vậy thôi, chứ ai cũng chăm chú vào điện thoại. Diễn đàn không chỉ là dịp để học sinh thanh thiếu nhi trình bày những thắc mắc, ý kiến về các vấn đề liên quan đến các em, mà còn là dịp để lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các em, qua đó có những chính sách, chương trình phù hợp với trẻ em. Con cảm thấy là các cô chú ở tỉnh rất là quan tâm đến học sinh và cho con có được cơ hội để nói lên những cái tâm tư tình cảm mà mình không nói được, để cho các cô chú có thể giải đáp được những khó khăn của mình. Nhiều vấn đề bất cập xảy ra nói chung là rất là thường xuyên, nên là sẽ còn tổ chức đến từng địa phương, nên là em nghĩ là mong lãnh đạo sẽ sắp xếp để có thể tổ chức thường xuyên hơn ở các địa phương cho các em sinh. Cái nội dung mà các em đặt ra nó sát sườn với lại những cái vấn đề mà hiện nay xã hội đang quan tâm. Và đây cũng là một cái cơ hội để mà cho các vị lãnh đạo của tỉnh hiểu được những cái tâm tư, những trăn trở của trẻ em để mà có những cái chính sách phù hợp cho trẻ em nó được phát triển trong môi trường sống an toàn, lành mạnh, giúp cho các em phát triển toàn diện. Hôm nay tôi thấy thu hoạch được rất là nhiều, nghe được các em nói được rất là nhiều điều mà mình phải trăn trở. Cũng là những cái ý mà lâu nay ngành giáo dục đang lo lắng, trăn trở. Tôi cho những ý kiến của các em hết sức là tuyệt vời. Về phía ngành giáo dục, chúng tôi xin lắng nghe, xin tiếp thu và sẽ có những cái giải pháp cụ thể để triển khai trong toàn ngành.